Sau 4 tháng giải nghệ, Thơ Nguyễn, YouTuber nổi tiếng với kênh gần 10,5 triệu lượt đăng ký, khiến cộng đồng mạng xôn xao với màn lột xác ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ. Trong loạt ảnh mới, Thơ Nguyễn trang điểm kỹ càng, làm tóc cầu kỳ và diện chiếc đầm đen 2 giây khoe vẻ quyến rũ. Đây là một phong cách hoàn toàn mới mẻ so với hình ảnh chị Thơ mộc mạc, gần gũi với trẻ em mà người hâm mộ từng quen thuộc. Màn lột xác ngoạn mục này của Thơ Nguyễn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Có thể khẳng định, Thơ Nguyễn giờ đây chẳng thua kém bất cứ hot girl xinh đẹp nào. Sống mũi cao, đôi mắt hờ hững cùng bờ môi căng mọng, mà cô nàng sở hữu đủ sức quyến rũ người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng, đây là một màn phẫu thuật thẩm mỹ đại thành công, giúp nhan sắc của nữ YouTuber lên hương rõ rệt so với phiên bản gốc. Phía dưới bài viết, ai nấy cũng dành lời khen cho Thơ Nguyễn. Theo nữ YouTuber, cô đang hướng đến hình tượng một girl boss mạnh mẽ. Cô còn nhấn mạnh sẽ không để ai lợi dụng, hồi đó mình không biết đến girl boss đâu. Mình nói với Bảo Bảo, em muốn mình mạnh mẽ, chiến đấu hết mình, không để người ta ngồi lên đầu lên cổ em, không ngồi khóc như một đứa vô dụng nữa. Rồi mình biết tới cụm từ girl boss, như kiểu mình tìm được chính mình.